người đàn ông đến với bạn chỉ vì tình dục, anh ta sẽ làm những điều này. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh của chúng tôi, nơi chúng tôi khám phá những vấn đề trong các mối quan hệ tình yêu và hôn nhân. Nơi chúng tôi có thể chữa lành tâm hồn đang mệt mỏi của bạn. Nếu thấy video hay và hữu ích đừng quên bấm like và đăng ký kênh để không bỏ lỡ các video thú vị khác trên kênh của chúng tôi nhé. Khi yêu, chúng ta thường nhìn người mình yêu qua lăng kính màu hồng. Đôi khi, chỉ vì quá yêu, chúng ta sẵn lòng bỏ qua hoặc phớt lờ những dấu hiệu cảnh báo, tự nhủ rằng đó chỉ là những điều nhỏ nhặt, hoặc rằng người ấy sẽ thay đổi vì mình. Bạn có thể yêu người ấy với tất cả trái tim, nhưng điều đó không có nghĩa là họ cũng yêu bạn theo cách tương tự. Có những người bước vào mối quan hệ chỉ với mục đích lợi dụng, và họ sẽ khéo léo xây dựng nên hình ảnh hoàn hảo để chiếm được lòng tin của bạn. Họ sẽ nói những lời ngọt ngào, hành động ân cần để khiến bạn tin rằng mình là người đặc biệt duy nhất với họ. Tuy nhiên, khi bạn bắt đầu để ý, bạn sẽ nhận ra rằng sự quan tâm ấy chỉ xuất hiện khi họ có nhu cầu tình dục hoặc muốn điều gì đó từ bạn. Nếu bạn thực sự muốn bảo vệ trái tim mình, hãy học cách nhận diện và tỉnh táo trước những dấu hiệu của một mối quan hệ không lành mạnh. Một người đàn ông đến với bạn vì tình yêu sẽ tôn trọng mọi giới hạn của bạn, không cố gắng thúc ép hoặc khiến bạn phải làm những điều mà bạn chưa sẵn sàng. Trong khi đó, một người đàn ông chỉ quan tâm đến tình dục, sẽ tìm mọi cách để đẩy mối quan hệ tiến xa một cách nhanh chóng. Đốt cháy giai đoạn, thậm chí không ngại ép buộc bạn vì những nhu cầu của riêng họ. Tình yêu có thể khiến chúng ta hạnh phúc, cũng làm chúng ta khổ đau. Đừng để những ảo tưởng về tình yêu đánh lừa bạn. Hãy tỉnh táo, nhìn nhận và đánh giá thật rõ ràng để bảo vệ bản thân trước những mối quan hệ chỉ đem đến sự tổn thương. Sau đây là những hành động của một người đàn ông đến với bạn chỉ vì tình dục chứ không hề dành tình yêu thật lòng cho bạn. Hy vọng video sẽ giúp bạn tránh những khổ đau không đáng có trong tình yêu. Điều thứ nhất, mới quen nhưng có những hành động quá thân mật và gạ làm chuyện ấy. Khi nam và nữ có tình cảm với nhau, những hành động thân mật là điều sẽ xảy ra. Nhưng tùy vào tính chất, mức độ của mối quan hệ mà sự thân mật ấy được cho là hợp lý. Nếu như hai bạn chỉ mới quen nhau chưa lâu, nhưng mỗi lần gặp nhau, anh ta đều ngồi sán lại bạn, mơn trớn da thịt, ôm ấp thái quá khiến bạn khó chịu thì đó là biểu hiện của một kẻ chỉ muốn lợi dụng thân xác bạn. Đàn ông khi yêu thật lòng, họ sẽ dành cho bạn gái của mình sự tôn trọng. Mối quan hệ càng mới mẻ thì càng cần phải giữ khoảng cách. Sự vồ vập thái quá đó thể hiện việc thiếu tôn trọng với cô gái mà mình quen. Và mục đích cuối cùng mà anh ta muốn không phải tình yêu, mà là muốn đưa bạn lên giường càng nhanh càng tốt. Anh ta cũng thường xuyên gạ làm chuyện ấy khi vừa mới bắt đầu yêu. Những cuộc trò chuyện của hai người thường xuyên chỉ xoay quanh chuyện tình dục. Anh ta sẽ hỏi bạn những câu như, em nghĩ thế nào về chuyện quan hệ trước hôn nhân? Em thích làm chuyện ấy ở đâu? Em thích người yêu làm gì cho em? Lời bào chữa của những gã đàn ông này thường sẽ là, ai yêu nhau mà chẳng làm chuyện đó, anh có yêu thì mới đòi hỏi ở em như vậy, em không yêu anh thật lòng đúng không? Nếu bạn đang ở trong trường hợp như vậy, hãy tỉnh táo và thận trọng, chỉ vừa mới bắt đầu yêu nhau mà anh ta đã gạ gẫm bạn đi quá giới hạn, thì rõ ràng là một biểu hiện của kẻ thiếu chân thành. Thay vì tìm hiểu tính cách, con người, sở thích của bạn, anh ta dường như chỉ hướng đến mục tiêu khám phá thân thể bạn mà thôi. Và nếu dễ dàng đạt được mục đích, anh ta sẽ biến mất khỏi cuộc đời bạn hoặc trở nên thờ ơ lạnh nhạt với bạn. Hãy tỉnh táo và lý trí, đừng để mình chỉ là con mồi để đàn ông lợi dụng, nếu không muốn nhận về một trái tim tan vỡ vì tổn thương và lừa dối. Điều thứ hai, chỉ nhớ và liên lạc với bạn vào đêm khuya. Anh ta chỉ nhắn tin hay gọi điện cho bạn sau 10 giờ tối, trong khi cả ngày không đoái hoài gì đến bạn. Nội dung các tin nhắn khơi gợi và xoay quanh chủ đề gần gũi hoặc đề cập thẳng đến chuyện ấy. Nhiều cô gái cho rằng chàng quá bận rộn nên mới hẹn gặp vào thời gian này. Tuy nhiên các bạn gái cần biết rằng khoảng thời gian từ 10 giờ trở đi là khoảng thời gian đàn ông khao khát tình dục nhất. Nên chắc chắn anh ta đang nghĩ đến chuyện muốn lên giường với bạn.
Anh ta lúc này vô cùng nồng nhiệt, luôn nói nhớ nhung, yêu thương và muốn gặp bạn cho đỡ nhớ. Đừng để những lời ngọt ngào của anh ta đánh lừa bạn. Đừng trở thành món hàng miễn phí và dễ đạt được với đàn ông. Những thứ càng khó có được mới được trân trọng. Hãy tự hỏi bản thân, mình muốn có một mối quan hệ như thế nào? Mình xứng đáng với một người đàn ông chân thành, tôn trọng bạn hay một người đàn ông đến với bạn chỉ lợi dụng cơ thể, để rồi sau đó đối phương không quan tâm bất cứ thứ gì về bạn. Anh ta không thường xuyên đưa bạn đi chơi, không mua quà tặng bạn. Nếu có cũng chỉ chở bạn đi dạo hoặc ngồi quán ăn lề đường rẻ tiền. Hay suốt thời gian dài quen nhau, anh ta chỉ tặng bạn duy nhất một cành hoa. Còn những dịp quan trọng khác hay ta luôn lấy lý do bận rộn, hoặc nói những câu đại loại như anh là món quà đặc biệt nhất rồi, thậm chí là biến mất không tăm hơi. Phụ nữ ở bên cạnh một người đàn ông như vậy, luôn cảm thấy cô đơn và không biết anh ta có thật sự yêu mình không. Dù vậy, đa phần phụ nữ đều trở nên mù quáng, bi lụy và chưa bao giờ nghĩ đến việc rời đi để tìm cho mình hạnh phúc thật sự. Bởi lẽ lúc này, dù chưa bao giờ thật sự được đàn ông trân trọng, nhưng họ lại trở nên phụ thuộc tình cảm, yếu đuối và luôn ngụy biện cho đàn ông. Nhiều người phụ nữ vì quá yêu đối phương, mà dù biết anh ta trăng hoa, tán tỉnh nhiều cô gái khác, vẫn cố chấp tha thứ hết lần này đến lần khác, và ngây thơ hy vọng rằng một ngày nào đó anh ta sẽ thay đổi vì mình. Nhưng sự thay đổi đó sẽ không bao giờ xảy ra, ngược lại vẫn là sự tổn thương lặp đi lặp lại. Đừng tự hạ thấp giá trị bản thân như vậy. Bạn xứng đáng được đối xử như một người bạn đời, chứ không phải chỉ là một đối tượng để lợi dụng, không phải là nơi để giải quyết nhu cầu của đàn ông. Bạn có giá trị của riêng bạn, hãy mạnh dạn đặt ra ranh giới và yêu cầu sự tôn trọng từ đối tác. Đừng nhầm lẫn sự quan tâm đến cơ thể với tình yêu thật sự. Hãy để anh ta chứng minh rằng anh ta xứng đáng để bạn trao cả tình yêu và thể xác. Còn nếu bạn nhận ra anh ta chỉ đến với bạn vì lợi dụng thân xác, hãy mạnh dạn cho anh ta ra khỏi cuộc đời mình, nếu không muốn nhận về đầy rẫy những khổ đau. Điều thứ ba, chỉ thích hẹn hò ở những nơi riêng tư. Nếu như lần đi chơi nào anh ta cũng chỉ thích gạ vào nhà nghỉ, những chốn riêng tư hoặc chỉ muốn đến nhà khi không có ai, tất cả là dấu hiệu cho thấy anh ta đang muốn tạo cơ hội và không gian riêng để dễ dàng gần gũi, gạ gẫm bạn làm chuyện ấy. Khi yêu nhau, hai bạn không mấy khi có những cuộc hẹn hò ở nơi công cộng, chốn đông người mà chỉ toàn những chốn quá riêng tư thì bạn cần cảnh giác. Và đặc biệt mỗi lần hẹn hò chỉ làm chuyện ấy xong rồi về. Dù cho hai bạn mới tìm hiểu hay đã yêu nhau được một thời gian, thì việc những cuộc hẹn hò chỉ để gần gũi, đã nói cho bạn biết mức độ tình cảm của đối phương. Giữa hai người dường như không có hoạt động yêu thú vị nào khác, không có sự kết nối, ngoại trừ việc mỗi lần anh ta điện thoại hẹn gặp bạn. Chỉ để đi giải quyết nhu cầu ham muốn của bản thân, và đưa bạn về nhà ngay sau khi ân ái. Không thể phủ nhận rằng, nhiều cặp đôi yêu nhau thường đi quá giới hạn, nhưng nếu nó xuất phát từ tình yêu chân thành sẽ khác hoàn toàn. Với những kẻ chỉ lợi dụng thân xác bạn mà không yêu, cứ sau mỗi cuộc gần gũi, anh ta thản nhiên rời đi và không quan tâm tới cảm xúc, nỗi niềm của bạn. Đó không phải là biểu hiện của tình yêu. Một người đàn ông không yêu bạn sẽ không muốn quan tâm tới suy nghĩ, tâm sự hay cuộc sống của bạn. Bạn cũng không hề biết bất cứ điều gì về anh ta như gia đình, bạn bè, các hoạt động xã hội của họ. Anh ta cũng không bao giờ nhắc đến chuyện tương lai với bạn. Anh chàng sẽ luôn giữ mối quan hệ ở mức bí mật, không bao giờ giới thiệu bạn với bạn bè hoặc gia đình và tránh né công khai trên mạng xã hội. Một người đàn ông yêu bạn sẽ tự hào về bạn và muốn cả thế giới biết về mối quan hệ của hai người. Khi một người đàn ông không muốn giới thiệu bạn với những người quan trọng trong cuộc sống của anh ta, điều đó có thể có nhiều lý do. Nhưng một trong những lý do phổ biến nhất là anh ta không nghiêm túc với mối quan hệ này. Và anh ta muốn dùng sự độc thân để đi tán tỉnh thêm nhiều cô gái khác. Bạn có giá trị của riêng bạn, đừng chấp nhận những sự mập mờ và những điều không rõ ràng. Nếu anh ta không cho bạn sự an toàn và bạn không cảm nhận được tình cảm của anh ta, hãy lùi lại, cân nhắc lại mối quan hệ và sẵn sàng rời đi nếu nhận ra nó không xứng đáng với giá trị của bạn. Điều thứ tư, tỏ thái độ giận dỗi khi bị từ chối và không tôn trọng cảm xúc của bạn. Bạn sẽ dễ dàng nhận ra dấu hiệu anh chàng yêu bạn thật lòng hay chỉ vì chuyện ấy trong những lần bạn từ chối. Khi đó, đối phương sẽ tỏ thái độ bất mãn,
khó chịu hoặc ra sức năn nỉ, dụ dỗ. Thậm chí, anh chàng không hề tôn trọng và còn có xu hướng ép buộc bạn phải chiều chuộng anh ta. Đối phương chẳng quan tâm rằng bạn đang mệt mỏi, ốm đau hay có buồn phiền gì không. Điều quan trọng là anh ta chỉ muốn thỏa mãn và giải quyết nhu cầu của mình. Một người đàn ông không yêu bạn, mà chỉ đến vì bạn vì tình dục, anh ta cũng sẽ không bao giờ tôn trọng cảm xúc của bạn. Và đặc biệt khi ân ái, anh ta chỉ quan tâm đến việc thỏa mãn cảm xúc của anh ta, mà không để ý xem bạn có khó chịu hay đau đớn không. Nếu bạn không may tới ngày rụng râu, anh ta sẽ trở nên cộc cằn, thô lỗ, lạnh nhạt với bạn. Hoặc thậm chí là biến mất không liên lạc cho đến khi bạn có thể quan hệ trở lại. Đừng để mình trở nên thảm hại trong tình cảm như vậy. Hãy biết rằng, bạn xứng đáng được yêu thương, chứ không phải là công cụ để lợi dụng. Nếu người đàn ông không cho bạn đủ sự quan tâm, không đi mua cho bạn những món đồ cần thiết trong những ngày bạn hành kinh, không bên cạnh bạn trong những ngày bạn không khỏe, không giúp đỡ, ủi an bạn trong những lúc bạn cần họ, vậy thì tự hỏi bản thân, mình ở bên cạnh một người đàn ông như vậy để làm gì? Điều thứ 5, thường biến mất không rõ lý do trong một khoảng thời gian. Yếu tố tiếp theo của một cuộc tình không có tình yêu là đối phương của bạn thường xuyên biến mất, không thể liên lạc. Sau một khoảng thời gian, anh ta xuất hiện như chưa có chuyện gì xảy ra. Anh chàng cũng không nói rõ lịch trình và hành tung của mình. Điều bạn nghe được chỉ là những lý do bận rộn, áp lực công việc hoặc anh ta nói nhớ nhung. Yêu thương để làm bạn mềm lòng. Tất cả những điều này chứng tỏ bạn chẳng phải là người phụ nữ quan trọng của anh ta. Có thể anh ta đã có vợ con hoặc có một cô gái khác ngoài bạn và bạn chỉ là nơi để anh ta tìm đến khi cần giải quyết nhu cầu sinh lý. Và khi trở lại, mục đích cuối cùng vẫn là hẹn bạn đến những chốn riêng tư với những lý do như anh nhớ em quá, cho anh gặp em một chút rồi về nhé. Những cuộc hẹn này thường diễn ra vào những tối muộn để tiện đưa bạn vào khách sạn mà không phải dắt bạn đi ăn uống trò chuyện. Anh ta không muốn bỏ ra bất kỳ thời gian, tiền bạc nào vào bạn, ngoại trừ chuyện tình dục. Điều thứ 6, không còn dỗ dành và bất cần với bạn. Một người phụ nữ từng tâm sự rằng, ở giai đoạn tìm hiểu tán tỉnh, người đàn ông luôn ngọt ngào, quan tâm, nhường nhịn cô ấy. Tuy nhiên, anh ta luôn than thở hết tiền, không tặng quà cho cô vào các dịp lễ và chỉ dắt cô đi ăn ở quán ăn lề đường vài lần. Vì cảm thông cho anh ấy, nên cô gái chưa bao giờ để tâm việc đó. Và sau một thời gian ngắn, cô đồng ý gần gũi với anh ta và nhận ra anh ta sau đó như biến thành một con người khác. Những cuộc cãi vã, anh ta không còn dỗ dành cô, mà thường nói những câu như tùy em, muốn sao thì muốn, mệt mỏi rồi, muốn chia tay thì chia tay, muốn im lặng thì im lặng. Đây là một tình huống phổ biến mà nhiều phụ nữ gặp phải khi đối phương không thực sự nghiêm túc trong mối quan hệ. Khi một người đàn ông yêu thật lòng, dù xảy ra bất đồng, anh ta sẽ luôn cố gắng tìm cách hiểu và hòa giải với bạn, bởi anh ấy biết rằng mỗi cuộc cãi vã là cơ hội để cả hai hiểu nhau hơn, chứ không phải là lý do để lảng tránh hay rời đi. Còn với một người chỉ lợi dụng bạn, anh ta sẽ không dành thời gian để duy trì hay làm lành mối quan hệ mà sẵn sàng rũ bỏ khi không còn hứng thú hoặc đạt được điều mình muốn. Và khi đã đạt được mục đích là đưa người phụ nữ lên giường, anh ta dường như không còn cảm thấy hứng thú nữa, không còn cố gắng đeo mặt nạ và bắt đầu trở nên bất cần, lạnh nhạt để rời đi. Và cuối cùng người tổn thương vẫn là phụ nữ vì không hiểu rốt cuộc mình đã làm sai chuyện gì. Bạn không sai, chỉ là bạn gặp người không thật sự yêu bạn vì giá trị thực sự của bạn. Đừng ngại buông bỏ một người, chỉ đến với bạn vì tình dục. Vì bạn xứng đáng với người dành cho mình sự trân trọng và tình yêu thật sự. Vừa rồi là 6 điều khi người đàn ông đến với bạn chỉ vì tình dục, anh ta sẽ làm. Hy vọng sẽ giúp bạn nhìn nhận lại đời sống tình cảm của mình, nhận ra giá trị của bản thân, yêu thương chính mình hơn. Khi bạn tôn trọng giá trị của bạn, thì mới thu hút được người đàn ông thực sự trân trọng mình. Đừng chấp nhận bất cứ ai đến với bạn chỉ để lợi dụng bất cứ điều gì ở bạn. Để được yêu thương, hãy là một người phụ nữ tự trọng, có giá trị cao, có một trái tim nóng và một cái đầu lạnh để luôn bảo vệ bản thân mình.
Cảm ơn bạn đã xem video. Nếu thấy video hay và hữu ích, đừng quên bấm like và đăng ký kênh để không bỏ lỡ các video thú vị khác trên kênh của chúng tôi nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.